Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tháng 5 năm 2019, Tốt con giáp tình duyên lận đận, yêu đương tan vỡ. Tháng năm nay, con giáp nào không may mắn chịu cảnh tình duyên lận đận, yêu đương tan vỡ? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt xem bạn có nằm trong số con giáp đó hay không ngày sau đấy nhé. Tuổi Mão. Xem tử vi tháng 5 dương lịch này, người tuổi Mão không may mắn lắm trong chuyện tình cảm. Bạn mệnh có thể sẽ gặp phải những chuyện không đâu, khiến cho tâm trạng không được vui, không biết cách giải tỏa cảm xúc, thành ra giận cá chém tớt. Thêm vào đó, con giáp này khi mềm mỏng thì rất mềm mỏng, song khi đã cứng đầu bướng bỉnh thì ai nói cũng không nghe. Chính vì thế mà giữa bạn và người ấy không ngừng xảy ra mâu thuẫn, những cuộc tranh cãi cũng cứ thế tiếp diễn, mãi chẳng có điểm ngưng. Các mối quan hệ trong gia đình cũng bị đóng băng, không khí căng thẳng tràn ngập. Có những lúc bạn muốn xuống nước nhưng lại bị cái tôi cá nhân ngăn lại, tình cảm gia đình càng ngày càng nguội lạnh. Tuổi Tỵ. Bước sang tháng mới, tuổi Tỵ không may trở thành con giáp lận đận tình duyên tháng năm nay. Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không được êm đềm cho lắm, hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra. Bản thân hai người đang tồn tại những điều không hài lòng về đối phương. Dù tình cảm có với nhau rất nhiều, nhưng quan điểm khác biệt, không tìm được tiếng nói chung, có thể dẫn đến những rạn nứt trong tình yêu đôi lứa. Gia đình hai bên không hài lòng, có thể đưa ra lời ngăn cấm, khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy đứng trên bờ vực tan vỡ. Đôi bên, ai cũng có lý lẽ của riêng mình, chính hai bạn cũng chỉ tìm được cách giải quyết hợp lý nhất. Nếu muốn giữ gìn tình cảm thì bạn cần phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đừng dễ dàng từ bỏ mối nhân duyên hiếm có của với mình. Tuổi Tuất. Theo tử vi 2019, khoảng thời gian này, người tuổi Tuất dễ cảm thấy bất an, không đủ tin tưởng đối với nửa kia của mình. Các bạn còn độc thân cũng có nhiều mối lo ngại về người khác phái, chưa dám trao đi tình yêu. Điều này có thể khiến cho bản mệnh đánh mất đi cơ hội hạnh phúc của mình. Tình duyên chưa tới thì chẳng thể hơn trách ai, nhưng nếu tình duyên đã gõ cửa trái tim mà bạn lại lạnh lùng khép cửa, xua đuổi hạnh phúc của mình thì nào có thể nói gì ngoài hối hận. Các cặp đôi cần phải dành thêm thời gian cho nhau, có lẽ cả hai bên đã cùng bận rộn với cuộc sống, không thể tư duyên tâm sự và chia sẻ tâm tình với nhau nên mới ra cơ sự như thế này. Tuổi Ngọ. Lịch Nghề Tốt xin cảnh báo tuổi Ngọ về những nguy cơ về mất tiền hào của mà vừa dễ bị mất tình cảm. Con giáp này đang phạm phải đào hoa sát hay mù quáng vì tình yêu. Bạn mệnh không phân biệt được thế nào là bị lợi dụng, thế nào là tình yêu đích thực. Sẵn sàng vùng tiền ra để mua tình cảm, nhưng bạn không biết rằng người đến với mình vì tiền thì sớm muộn cũng ra đi mà thôi. Với người độc thân, tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh để tình cảm đủ chín, đừng vội vàng bày tỏ tình cảm với đối phương mà thể hiện sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ, dễ bị người ta từ chối lắm đó. Tuổi Thân. Người tuổi Thân đang đứng trước nguy cơ tan vỡ tình cảm khi mà đôi bên chán nản, chẳng buồn chuyện trò tâm tình với nhau, chiến tranh lạnh xảy ra và mối quan hệ của hai người cũng bị đóng băng theo. Hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết thì tốt hơn là trốn tránh, bỏ quên tình cảm của mình như thế. Trên đời này, đâu phải ai cũng gặp được tình yêu. Nếu bạn đã có được báu vật trên tay mà còn vứt bỏ đi thì sẽ phải hối hận sau này nhiều lắm đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.